Đây là món bún riêu cua vừa nấu, ngon đặc sản khó anh bốc lên phục vụ của anh bà to đã ha. Đây của mẹ đây. Sao mặt buồn này, ăn bún nó bọt buồn này. Đây, giới thiệu món bún riêu cua của nhà mình nha. Dạ, ăn này đi, cô lý cho chán à? Cô thử xem mình chán.